Cuốn 69 Kinh. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp có lòng tin, có căn lành, muốn chép thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Song người nghe pháp không có lòng tin, phá giới làm việc ác, không muốn chép thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Tu Bồ Đề, người nghe pháp có lòng tin, có căn lành, mà người thuyết pháp không có lòng tin, phá giới làm việc ác, hai bên không hòa hợp, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp có thể bố thí tất cả tâm không lẫn tiếp, do người nghe pháp tâm lẫn tiếp không thí xả, nên biết ấy là ma sự. Tu Bồ Đề, người nghe pháp bố thí được tất cả tâm không lẫn tiếp, còn người thuyết pháp lẫn pháp không bố thí, hai bên không hòa hợp, không được chép thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn cúng dường người thuyết pháp y phục ẩm thực, đồ nằm, thuốc men, vật cần dùng nuôi sống, sau người thuyết pháp không muốn thọ nhận, nên biết ấy là ma sự. Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn cung cấp người nghe pháp y phục cho đến vật cần dùng để nuôi sống, mà người nghe pháp không muốn thọ nhận, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp dễ ngộ, song người nghe pháp ám độn, nên biết ấy là ma sự. Tu Bồ Đề, người nghe pháp dễ ngộ mà người thuyết pháp ám độn, hai bên không hòa hợp, không được chép thành thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng được Bát Nhã Ba La Mật, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp biết nghĩa thứ lớp 12 bộ kinh, đó là Tu Đà La cho đến Yêu Ba Đề Xá, sau người nghe pháp không biết nghĩa thứ lớp 12 bộ kinh, nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp biết nghĩa thứ lớp 12 bộ kinh mà người thuyết pháp không biết nghĩa thứ lớp 12 bộ kinh, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp thành tựu 6 Ba La Mật, sau người nghe pháp không thành tựu 6 Ba La Mật, hai bên không hòa hợp, không được chép cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp có 6 Ba La Mật mà người thuyết pháp không có 6 Ba La Mật, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp đối với 6 Ba La Mật có sức phương tiện, song người nghe pháp đối với 6 Ba La Mật không có sức phương tiện, hai bên không hòa hợp, không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật, nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp đối với 6 Ba La Mật có sức phương tiện mà người thuyết pháp đối với 6 Ba La Mật không có sức phương tiện, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp được Đà La Ni, sau người nghe pháp không có Đà La Ni, hai bên không hòa hợp, không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp được Đà La Ni mà người thuyết pháp không có Đà La Ni, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn khiến chép thọ trì đọc tụng cho đến nhớ kỹ đúng Bát Nhã Ba La Mật, song người nghe pháp không muốn chép thọ trì đọc tụng cho đến nhớ kỹ đúng Bát Nhã Ba La Mật, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật, nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp muốn chép đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật mà người thuyết pháp không muốn khiến chép Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không muốn khiến giảng thuyết, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, người thuyết pháp lìa tham dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, dao động, hối hận, nghi ngờ. Sau người thuyết pháp thì tham dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, dao động, hối hận, nghi ngờ, nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp lìa tham dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, dao động, hối hận, nghi ngờ, mà người thuyết pháp thì tham dục, sân nhuế, ngủ nghỉ, dao động, hối hận, nghi ngờ, hai bên không hòa hợp, nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, Tu Bồ Đề, trong khi chép cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy,
hoặc có người đi đến nói việc khổ thống trong ba đường ác và khuyên sao người không ở nơi thân này dứt khổ vào niết bàn. Dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy làm gì? Hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề trong khi chép thọ trì đọc tụng thuyết giảng nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật thâm sâu ấy, hoặc có người đi đến tán thán các cõi trời tứ thiên vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đông Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Thiên cho đến trời phi hữu tưởng phi vô tưởng, tán thán sơ thiền cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng định, nói rằng: Này thiện nam tử, giàu ở trong cõi dục hưởng thọ khoái lạc năm dục, ở trong cõi sắc hưởng thọ cái vui do thiền định phát sanh, ở trong cõi vô sắc hưởng thọ cái vui tịch diệt, các việc ấy cũng vô thường khổ không vô ngã, là tướng biến đổi, tướng diệt tận, tướng tan rã, tướng ly tán, tướng hoại diệt. Sao người không do nơi thân này thủ chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, cần gì chịu đủ thứ khổ trong thế gian sanh tử để cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác làm gì? Hai bên không hòa hợp nên không được chép thành bát nhã ba la mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người thuyết pháp sống một mình không hệ lụy, tự tại vô ngại, sau người nghe pháp nuôi dưỡng nhiều người, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp sống một mình không hệ lụy, tự tại vô ngại, mà người thuyết pháp lại nuôi nhiều người, hai bên không hòa hợp nên không chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người thuyết pháp nói như vậy: Người theo được ý ta sẽ cho người bát nhã ba la mật, khiến chép đọc tụng thuyết giảng nhớ nghĩ đúng, nếu không theo ý ta thì ta không cho người. Hai bên không hòa hợp nên không được chép thành đọc tụng thuyết giảng nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn được theo như ý người thuyết pháp mà người thuyết pháp không chịu, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn được tài vật lợi dưỡng nên đưa cho kinh Bát Nhã Ba La Mật bảo chép thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng, song người nghe pháp vì lý do ấy nên không muốn làm theo, hai bên không hòa hợp nên không được chép cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp vì tài vật lợi dưỡng nên muốn chép đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, còn người thuyết pháp vì lý do ấy nên không muốn thuyết cho, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đi đến chỗ nguy hiểm tánh mạng ở phương xa, sau người nghe pháp không muốn đi theo, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp muốn đi đến chỗ nguy hiểm tánh mạng ở phương xa mà người thuyết pháp không muốn đi, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đi đến chỗ đói khát gạo hiếm nước không ở phương xa, song người nghe pháp không muốn đi theo, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Hoặc người nghe pháp muốn đi đến chỗ đói khát gạo hiếm nước không ở phương xa, còn người thuyết pháp không muốn đi, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đi đến chỗ giàu vui ở phương xa, người nghe pháp muốn đi theo, người thuyết pháp nói: Này thiện nam tử, người vì lợi dưỡng mà đi theo ta, người hãy khéo tự suy nghĩ, hoặc được hoặc không được, đừng để hối hận về sau vì chút ít lý do đó hai bên không hòa hợp. Người nghe pháp nghe nói như vậy tâm sanh chán, nghĩ rằng ấy là đối nghịch, không muốn cho ta đi theo, bèn ngưng không đi, hai bên không hòa hợp nên không được chép thành cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nên biết ấy là ma sự. Lại nữa, tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đi qua chỗ đồng trống, chỗ giặc đáng sợ, chỗ hạng trên Đà La đáng sợ, chỗ thợ săn thú dữ rắn độc đáng sợ, người nghe pháp cũng muốn đi theo,
Người thuyết pháp nói, này thiện nam tử, ngươi cần gì đi đến đó? Trong đó có nhiều điều đáng sợ, giặc cho đến rắn độc đáng sợ. Người nghe pháp, nghe nói như vậy, biết người kia không muốn cho chép thọ trì, cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật. Tâm chán không muốn đi theo, vì chút ít lý do đó, hai bên không hòa hợp, nên biết ấy là ma sự.